chào tất cả mọi người, mình là Phạm Thanh Hoa và hiện tại mình là giám đốc chuyên môn của công ty trách nhiệm hữu hạn S Beauty, chuyên sản xuất và cung cấp dòng sản phẩm cao cấp Puderma, một thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Và trong video này, Hoa sẽ giúp cho các chị em chúng ta hiểu sâu về những cái sản phẩm của Puderma. Hiện tại trên tay của Hoa đây chính là sản phẩm serum, một sản phẩm có thể nói rằng là không thể nào mà thiếu được trong cái quy trình dưỡng da chuyên sâu của các chị em phụ nữ. Bởi vì sao? Bởi vì serum nó có cái công dụng đó chính là giúp cho cái làn da của các chị em tăng cường sản xuất được collagen, và đây chính là cái yếu tố cốt lõi. Collagen ở trong da của chúng ta chiếm tới 70% cái cấu trúc của da. Đó, và collagen có cái vai trò nó giúp cho cái làn da của chúng ta được đàn hồi này. Đấy, và chúng ta nghe thấy rất là nhiều đến những cái sản phẩm collagen như là viên uống trắng da collagen này, rồi sữa rửa mặt collagen này, toner collagen, nói chung là tất cả các sản phẩm chăm sóc về da, cả uống ở bên trong và cả làm đẹp ở bên ngoài thì đều có cái sự xuất hiện của collagen. Và ở trong cái serum ấy thì nó có những cái công nghệ nó giúp tăng cường sản xuất collagen ở trong da của mình nhá. Đấy, và nó dưỡng ẩm tối đa trong một cái khoảng thời gian dài. Bởi vì sao? Bởi vì serum có cái kết cấu phân tử rất là nhỏ và nhẹ hơn rất là nhiều so với kem. Chính vì thế cho nên là cái bước serum là cái bước làm trẻ hóa da ở cái cấp độ phân tử, cấp độ tế bào. Serum đi vào da nó sẽ thẩm thấu sâu xuống cái lớp hạ bì, nơi mà có chứa rất là nhiều collagen, và chúng có thể chuyển tiếp những cái dưỡng chất bổ sung vào sâu ở bên trong da hơn cho làn da của chúng ta. Đấy, và với serum của Puderma thì được chiết xuất từ các cái thành phần thảo dược thiên nhiên vô cùng là quý hiếm, chính như là chiết xuất bạc hà, chiết xuất hoa lan Nam Phi, chiết xuất cam bergamot, chiết xuất hoa oải hương, chiết xuất hoa cúc la mã, hoàn toàn là những cái thành phần thảo dược thiên nhiên quý hiếm và có thể nói rằng là các chị em chưa bao giờ nghe đến, đúng không ạ? Rồi chiết xuất hồng sâm Hàn Quốc, wow, đây là một cái thành phần vô cùng là đắt đỏ nhá các chị em nhá. Đó, và để mà được lấy được những cái thành phần tinh túy ở trong những cái thảo dược này thì Puderma đã sử dụng những cái công nghệ ở trong serum của Puderma, đó chính là công nghệ collagen thủy phân các chị em ạ. Đó, công nghệ collagen thủy phân sẽ giúp đưa những cái hoạt chất này vào sâu ở bên trong da, và cái công nghệ thủy phân này nó sẽ giúp phân hủy các cái tế bào ra khi mà gặp cái môi trường ở trong làn da của mình. Chính vì vậy cho nên các cái hoạt chất ở trong sản phẩm nó sẽ được giải phóng và nó sẽ được thẩm thấu sâu vào trong da của chúng ta hơn. Đó, thành phần chiết xuất lá hương thảo này, chiết xuất dầu hạt Argania, chiết xuất đậu tương lên men, rồi chiết xuất cây khoai mỡ với những cái hoạt chất dinh dưỡng vô cùng là cao cấp và mang theo những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho da, giúp làm trẻ hóa, làm trắng sáng làn da của chúng ta. Và đặc biệt, Hoa rất là yêu thích những cái thành phần như là glutathione hay là peptide, tên nó bằng tiếng Anh, tuy nhiên nó là những cái thành phần mà có ở bên trong cơ thể của mình. Như là glutathione nó là một cái chất nội sinh, hay peptide nó là một cái, cũng là một cái chất nội sinh ở trong cái tế bào da của mình, nó đã có cái chất này rồi. Và những cái chất này nó giúp, nó có cái vai trò giúp làm trắng sáng làn da, giúp da của chúng ta được săn chắc, được trẻ hóa, được khỏe mạnh. Đó, và hàng ngày thì chúng ta phải tiếp xúc với rất là nhiều những cái bụi bẩn, rồi là ô nhiễm môi trường không khí. Đó, chính vì thế cho nên là làn da của chúng ta rất là dễ bị lão hóa nhá các chị em nhá. Và serum nó là một trong những cái bước vô cùng là cần thiết nếu như các chị em muốn duy trì được cái làn da của mình được trẻ hóa. Đó, chính vì vậy cho nên các công dụng của serum Puderma, thứ nhất đó chính là ngăn ngừa lão hóa, hạn chế các cái tình trạng nếp nhăn và tình trạng da bị chảy xệ. Cái thứ hai, serum sẽ giúp kích thích sản sinh collagen và elastin, giúp gia tăng cái độ đàn hồi và săn chắc cho làn da. Thứ ba, serum sẽ giúp tái tạo các cái tế bào da bị bao mòn, bị hư tổn và cung cấp các cái dưỡng chất cho làn da của chúng ta. Và với những cái công dụng như vậy thì serum quả là một cái bước mà các chị em không thể bỏ qua được, đúng không nào? Hãy cùng chăm sóc với serum của Puderma để luôn luôn giữ được cái làn da tươi trẻ,
mịn màng, săn chắc và luôn luôn duy trì được cái năng lượng cho cái làn da của mình nhé. Chúc cho tất cả các chị em chúng ta sẽ luôn luôn có được một cái làn da như ý. Xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh Hoa và hôm nay thì Hoa sẽ hướng dẫn cho tất cả các chị em chúng ta cái cách sử dụng sản phẩm serum của Puderma. Serum của Puderma thì với cái thiết kế như thế này thì các chị em chúng ta sẽ sử dụng trực tiếp lên trên da mặt của mình thôi, chấm đều lên trên 5 điểm trán, mũi, hai bên má và cằm, rất là mát luôn. Xong sau đó chúng ta sẽ massage toàn bộ lại gương mặt của mình. Với những cái động tác vỗ như thế này thì sẽ giúp cho cái làn da của các chị em chúng ta được hấp thu sản phẩm một cách nhanh hơn, đồng thời làm sản sinh cái lượng collagen ở trong da của mình hơn rất là nhiều nhé. Đó chính là cái bí quyết để giữ mãi tuổi thanh xuân với sản phẩm serum của Puderma. Và vừa giờ thì Hoa đã hướng dẫn cho các chị em chúng ta sử dụng xong sản phẩm serum của Puderma rất đơn giản và nhanh, phải không nào? Chúc cho tất cả các chị em chúng ta sẽ có được một cái làn da tươi trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.